Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ Tư ngày 29 tháng 4 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Tướng Nguyễn Chí Vịnh nhất quyết không chỉ mặt Trung Quốc. Biển Đông lại dậy sóng mặc cho đại dịch viêm phổi Vũ Hán vẫn đang hoành hành khắp năm châu. Thượng tướng của Việt Nam, ông Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng mới đây đã lên tiếng về những diễn biến trên Biển Đông những ngày qua. Và trong lần trả lời câu hỏi của kênh truyền hình Quốc phòng về các thách thức an ninh và tình hình Biển Đông với bối cảnh thế giới đối phó với đại dịch viêm phổi Vũ Hán, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh khẳng định cần lên án những nước lấn tới trên Biển Đông giữa lúc đại dịch. Đây là hình ảnh Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, ông Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh. Ông đã nói, những thách thức về an ninh trong khu vực, dù có dịch hay không, nó vẫn tồn tại. Đó là thách thức, chưa phải là nguy cơ. Điều đáng lên án là những quốc gia nhân dịp này đẩy mạnh những hoạt động phi pháp và tham vọng của họ. Và cái đó, tôi cho là không có lợi cho quốc gia đó. Những quốc gia nào làm điều đó không có lợi. Nhà lãnh đạo cấp cao của Bộ Quốc phòng Việt Nam khẳng định rằng dịch bệnh không hề làm quân đội Việt Nam quên việc đối phó với các thách thức an ninh. Trong đó, việc bảo vệ chủ quyền là không thể quên, không thể lơ là. Tướng Nguyễn Chí Vịnh nói thêm rằng các tàu hải quân và cảnh sát biển của Việt Nam không nghỉ ngày nào cả. Bộ đội ở Trường Sa tuy phải cẩn trọng để không bị lây nhiễm dịch bệnh, nhưng chưa có một quân nhân nào cần phải dừng nhiệm vụ cả. Vị tướng nói tiếp. Nói trên kênh truyền hình quốc phòng, Thứ trưởng Nguyễn Chí Vịnh rút ra kết luận rằng dịch bệnh hiện nay là thời điểm để cả quân đội lẫn đất nước Việt Nam thay đổi cơ bản về nhận thức đối với những thách thức an ninh phi truyền thống và quan hệ với các nước khác. Ông nói tiếp, trong thách thức an ninh phi truyền thống, trong quan hệ đối ngoại, quan hệ quốc tế, những lúc như thế này chúng ta sẽ biết ai là bạn thân thiết, ai là người mà chỉ là đối tác. Những lúc như thế này mới thấy rằng khi đất nước mình gặp khó khăn thì những ai sẽ đến với chúng ta, cái này quan trọng lắm. Phát biểu của Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh của Việt Nam được đài truyền hình của Bộ Quốc phòng Việt Nam phát sóng vào hôm 26 tháng 4 năm 2020. Tuy nhiên, vị tướng trưởng quốc phòng, Thứ trưởng Quốc phòng Việt Nam này không nêu đích danh những quốc gia nào đang hoạt động phi pháp và đẩy mạnh tham vọng ở khu vực trên Biển Đông. Đây là hình ảnh chụp đường khảo sát của tàu Hải Dương Địa chất 8 của Trung Quốc đã đi sâu vào vùng khu vực trồng lấn yêu sách thềm lục địa giữa Việt Nam và Malaysia, hay còn gọi là vùng xác định chung, khoảng 5 hải lý từ ngày 24 tháng 4 năm 2020. Trên mạng xã hội, nhiều người Việt tỏ ý không hài lòng với các phát biểu của tướng Vịnh vì ông không nêu tên cụ thể các quốc gia liên quan. Nhưng tiến sĩ Trần Công Trục, nguyên trưởng ban biên giới của chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam cho rằng vị Thứ trưởng Quốc phòng không cần phải đi vào chi tiết. Và ông nói tiếp, với những phát biểu đó, mọi người có thể nhận ngay ai là bạn, ai là thù, nhưng rõ ràng đây là vấn đề khá phức tạp bởi vì không thể chỉ là một đối tượng chung chúng ta muốn nhằm vào là Trung Quốc. Cho nên, với một nhà quân sự ở tầm chiến lược đó, tôi nghĩ rằng phát biểu như vậy là vừa phải, không nhất thiết phải nói rõ. Người ta nêu ra như vậy để nhắc nhở mọi người cần phải cảnh giác. Và trước sự bành trướng của Trung Quốc ở Biển Đông, tiến sĩ Trần Công Trục khẳng định rằng Việt Nam và một số nước trong khu vực cần phải đoàn kết, đấu tranh bằng pháp luật, đồng thời phải tăng cường sức mạnh, hoạt động và hiện diện trên thực địa. Và một số quốc gia cũng cần hiện diện trong khu vực, không để cho Trung Quốc có những hoạt động gây căng thẳng hoặc thậm chí là khiêu khích, gây chiến tranh. Tướng Nguyễn Chí Vịnh hiện là Thứ trưởng phụ trách đối ngoại quốc phòng của Việt Nam tại Bộ Quốc phòng, vừa là Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, vừa là Ủy viên Thường trực Quân ủy Trung ương Quân đội Nhân dân Việt Nam. Đây là hình ảnh Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương đang phát biểu tại Hội nghị Quân ủy Trung ương vào ngày 1 tháng 12 năm 2019. Cũng cần lưu ý rằng Quân ủy Trung ương Việt Nam là cơ quan lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong Quân đội Nhân dân Việt Nam, là cơ quan nghiên cứu đề xuất với Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam những vấn đề về đường lối, nhiệm vụ quân sự và quốc phòng. Họ cũng đưa ra kế hoạch phòng thủ đất nước, phương hướng và biện pháp xây dựng nền quốc phòng toàn dân, cơ chế lãnh đạo của Đảng với Quân đội Nhân dân Việt Nam. Như vậy, tướng Vịnh giữ vị trí rất quan trọng trong lĩnh vực quốc phòng tại Việt Nam. Blogger Nhất Nguyên tại Việt Nam đã đánh giá tướng Vịnh là người hiếm hoi trong giới quân đội, đóng vai trò như người phát ngôn trong những vấn đề quan trọng của quốc phòng và thực hiện chính sách đối ngoại quốc phòng. Trong lần ra sách trắng quốc phòng mới đây, hồi cuối năm 2019, tướng Vịnh cũng đóng vai trò là người chủ trì giới thiệu về sách trắng quốc phòng như một thông điệp của giới chính sách Việt Nam đối với thế giới. Chính vì vậy, phát biểu của tướng Vịnh vào thời điểm này cũng là một thông điệp để xem xét và phân tích cho thấy phần nào thái độ của lãnh đạo Việt Nam trước vấn đề này. Và qua phát biểu của tướng Vịnh, tác giả đưa ra một số nhận định như sau.
Đây là hình ảnh lễ công bố sách trắng quốc phòng của Việt Nam được diễn ra vào ngày 25 tháng 11 năm 2019 do Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam chủ trì. Thứ nhất, mặc dù câu hỏi của phóng viên trực tiếp về vấn đề Biển Đông, nhưng tướng Vịnh không đề cập trực tiếp đến Biển Đông, thay vào đó tướng Vịnh chỉ đề cập đến vấn đề an ninh khu vực. Thêm nữa, tướng Vịnh có nói về quốc gia nào đó nhân dịp dịch đang diễn ra đẩy mạnh những hoạt động phi pháp. Điều này hàm ý ám chỉ Trung Quốc. Tuy nhiên, tướng Vịnh không chỉ đích danh Trung Quốc. Điều này cho thấy sự e dè của các lãnh đạo Việt Nam khi chỉ trích Trung Quốc. Thứ hai, tướng Vịnh cho rằng vấn đề an ninh khu vực mới chỉ là thách thức, chưa phải là nguy cơ. Thực sự thì điểm nóng nhất của an ninh khu vực hiện nay chính là Biển Đông. Và vấn đề gây căng thẳng nhất, quan trọng ở Việt Nam và Trung Quốc cũng là vấn đề Biển Đông. Việc Trung Quốc không từ bỏ tham vọng độc chiếm Biển Đông cùng với việc gia tăng các hành động hung hăng, hiếu chiến ngay tại vùng đặc quyền kinh tế quốc gia ASEAN khác, trong đó có Việt Nam, đã dẫn đến việc các quốc gia trong khu vực này liên tiếp phải tăng cường sức mạnh quân sự, dẫn đến một cuộc chạy đua vũ trang tại khu vực. Từ đó đưa đến nguy cơ khu vực này như một thùng thức súng, đặc biệt là với Việt Nam là quốc gia luôn nằm trong sự đe dọa trực tiếp của Trung Quốc. Chính vì vậy, việc tướng Vịnh đề cập đến an ninh khu vực mới chỉ là thách thức và chưa phải là nguy cơ, cho thấy mức độ quan tâm của lãnh đạo Việt Nam đối với vấn đề này. Từ đó dẫn đến các kế hoạch phản ứng của Việt Nam đối với vấn đề Biển Đông sẽ không tương xứng. Điều đó cũng giải thích vì sao giới chuyên gia Việt Nam cho rằng Việt Nam chưa thực sự có một chiến lược đối phó với Trung Quốc về Biển Đông một cách hiệu quả và lâu dài. Và điều thứ ba cũng phải đề cập, nhưng nằm ngoài tuyên bố của tướng Vịnh, cho dù cũng có sự liên quan, tướng Vịnh cũng có những phát ngôn khá mạnh mẽ về Trung Quốc và Biển Đông từ những năm 2011. Thế nhưng, một số người Việt Nam vẫn biết rằng, vào thời điểm quan hệ Việt Nam và Trung Quốc căng thẳng vào năm 2011, với sự kiện tàu Trung Quốc cắt cáp tàu Bình Minh 2, thì con gái của tướng Vịnh đang theo học tại Trung Quốc, được Trung Quốc chăm sóc rất chu đáo, với tiêu chuẩn như là một thứ trưởng. Ngoài ra, hãng hàng không Vietjet Airlines mà chị ruột của tướng Vịnh là chủ tịch hội đồng quản trị là công ty đang nhận sự trợ giúp tài chính từ Trung Quốc. Còn nhớ vào năm 2011, tướng Vịnh đã nỗ lực trấn an Trung Quốc tại đối thoại chiến lược quốc phòng an ninh Việt-Trung cấp thứ trưởng lần thứ hai ở Bắc Kinh. Một mực ca ngợi quan hệ Việt-Trung ngày nay sau những hành động gây hấn của nước này diễn ra trước đó. Đây là hình ảnh tàu Bình Minh 2, biểu tượng của chủ quyền quốc gia Việt Nam đã nhiều lần bị Trung Quốc cắt cáp. Trong cuộc gặp diễn ra vào hôm Chủ nhật 28 tháng 8 năm 2011, ông Vịnh được Thông tấn xã Việt Nam dẫn lời nói như sau: nếu Việt Nam cần sự ủng hộ, đồng cảm, hợp tác và phát triển, thì có ai còn hơn một nước Trung Quốc sau chủ nghĩa láng giềng? Một khi các đồng chí tôn trọng độc lập chủ quyền của Việt Nam và mong muốn Việt Nam cùng phát triển. Phát biểu của tướng Vịnh được đưa ra trong bối cảnh mới đây diễn ra cuộc biểu tình phản đối Trung Quốc ở Hà Nội. Ông Vịnh cũng thông báo với phía Trung Quốc rằng Việt Nam sẽ kiên quyết xử lý vấn đề tụ tập đông người ở Việt Nam và dứt khoát không để sự việc tái diễn theo tường thuật của Thông tấn xã Việt Nam. Đây là một trong những quan chức cấp cao đầu tiên trong chính sách chính quyền trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam công khai ủng hộ, thông báo ngăn chặn biểu tình mà giới chức Hà Nội đã đưa ra gần 2 tuần trước đây, vốn đang bị một số người công kích về mặt pháp lý. Một số ý kiến nói ông Vịnh đang nỗ lực giảm căng thẳng để dọn đường cho chuyến thăm Bắc Kinh sắp tới của tân Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng. Và sau đó, tân Tổng Bí thư ông Nguyễn Phú Trọng vào cuối năm có sang Trung Quốc để chứng kiến quan chức hai bên ký kết thỏa thuận chung về nguyên tắc giải quyết tranh chấp trên biển. Tuy nhiên, một số người cho biết văn bản này là do bên Trung Quốc đã soạn sẵn. Một số chuyên gia luật quốc tế của Bộ Ngoại giao đi theo kiểm tra văn bản thì bị phía Trung Quốc mời ra với lý do đây là chuyện nội bộ giữa hai đảng. Và kết quả là văn bản tiếng Trung thì nhắc tới chủ trương gác tranh chấp cùng khai thác giữa hai nước tại khu vực tranh chấp. Trong khi bản tiếng Việt thì đã được công bố cố gắng đổi thành hợp tác cùng phát triển. Blogger Đồng Phụng Việt cũng cho biết, nhắc lại, ông Vịnh từng là người nhân danh nghiên cứu chiến lược quảng bá chính sách 3-0, tức là không liên minh quân sự, không cho bất kỳ quốc gia nào đặt quân cứ quân sự tại Việt Nam, không sử dụng quan hệ song phương nhắm vào một quốc gia khác. Đây là hình ảnh ông Hồ Chí Minh và gia đình các ông Nguyễn Chí Thanh, Trần Đăng Ninh và Nguyễn Sơn tại Phủ Chủ tịch vào tháng 1 năm 1968. Ông Nguyễn Chí Vịnh lúc ấy là cậu bé đứng bên cạnh của ông Hồ Chí Minh. Việc đề cao chính sách này không phải vì hiếu hòa mà chỉ vì khát khao có được một người bạn xã hội chủ nghĩa rất lớn bên cạnh ủng hộ, cho hợp tác có lợi và sẽ vô cùng thuận lợi cho sự nghiệp xây dựng xã hội chủ nghĩa của Việt Nam. Theo thông báo được đưa ra, và tác giả đã điểm lại những động thái thân Trung Quốc của tướng Vịnh như sau.
năm 2012, một số quốc gia xác định cần phải ngăn chặn Trung Quốc quân sự hóa, độc chiếm Biển Đông. Ông Vịnh từng cảnh báo đó là một cuộc chạy đua vũ trang mới, một cuộc chiến tranh lạnh và một cuộc chiến được lực ngoại giao pháo hạ mới của các cường quốc, và đó là nguy cơ lớn nhất đối với an ninh khu vực châu Á-Thái Bình Dương nói chung, Đông Nam Á nói riêng, và chúng ta phản đối, không đồng tình với xu hướng phát triển như vậy, đồng thời tuyệt đối không cuốn theo chiều hướng đó. Lúc ấy đề nghị quốc tế hóa vấn đề Biển Đông để giúp Việt Nam cân bằng cả về thể thế lẫn lực trong giải quyết tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc đã bị ông tướng Ba Sao, đại diện cho đối ngoại trong quốc phòng của phía Việt Nam, thẳng thừng bác bỏ. Và một vấn đề nào đó giữa Việt Nam và Trung Quốc luôn gắn với bàn cờ chung của thế giới. Trong những vấn đề của hai nước thì Việt Nam và Trung Quốc là hai người chơi chủ yếu, sao cho không để bên kia chen vào trục lợi. Vào năm 2013, trước một Trung Quốc ngày càng hung hãn, càn rỡ, tuy vẫn xuất đầu lộ diện, Thứ trưởng Quốc phòng song ông Vịnh đã tiếp tục cho thấy ông không giống như các tướng đúng nghĩa, khi tiếp tục khuyến dụ đồng bào rằng trong quan hệ giữa Việt Nam với người bạn xã hội chủ nghĩa rất lớn bên cạnh, họ phải tin vào Đảng, Nhà nước, đồng thời có nghĩa vụ phải duy trì sự thống nhất giữa nhân dân với Đảng và Nhà nước. Được giới quan sát đánh giá là khôn ngoan trong cách phát biểu, khi luôn núp đằng sau cái gọi là giải quyết tranh chấp chủ quyền bằng phương pháp hòa bình, không làm lớn chuyện gây đổ vỡ quan hệ láng giềng, hữu nghị. Nhưng tướng Vịnh không thể che giấu màu sắc thân Bắc Kinh của mình. Liệu giới chóp bu của Đảng Cộng sản Việt Nam có thể thoát khỏi cái bóng của Bắc Kinh khi có những vị tướng như ông Vịnh giữ những vị trí quan trọng như thế này hay không? Và qua các hành động kể trên của những người đứng đầu Đảng và Nhà nước Việt Nam như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và kể cả tướng Nguyễn Chí Vịnh, thì chúng ta thấy giấc mơ thoát chung của hàng triệu người dân Việt Nam vẫn còn rất xa vời. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay thứ Tư, ngày 29 tháng 4 năm 2020 với bản tin Tướng Nguyễn Chí Vịnh vẫn nhất quyết không chỉ mặt Trung Quốc. Các bạn hãy chia sẻ bản tin này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.